Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Hội nhập Kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai ngày hôm nay. Và là chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ Tết bình an, vui tươi. Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết cũng là lúc mà người người nhà nhà lên dây cốt tinh thần cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc để đón chờ một năm thắng lợi. Các sở ngành cũng đang triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trong tháng 2 để tăng trưởng bền vững, bởi do tháng 1 là tháng các doanh nghiệp và người dân nghỉ Tết nên một số chỉ tiêu về xuất nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ. Theo thống kê mới nhất, trong tháng 1 năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng chủ lực của tỉnh đều giảm so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,68 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 25% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 1,26 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 14% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như giày dép các loại, dệt may, sản phẩm gỗ, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đều giảm mạnh. Các mặt hàng nhập khẩu chính là chất dẻo nguyên liệu, cao su, gỗ, bông, sơ sợi dệt các loại, vải, nguyên phụ liệu dệt may, da giày cũng giảm từ 11 đến 48%. Nguyên nhân xuất nhập khẩu giảm trong tháng 1 là do các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động để nghỉ Tết từ 7 đến 10 ngày. Thậm chí nhiều doanh nghiệp do không có đơn hàng nên kéo dài thời gian nghỉ Tết. Riêng lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tháng 1 năm 2023 lại tăng trên 6% so với tháng trước và tăng gần 25% so với cùng kỳ, đạt gần 23,5 ngàn tỷ đồng. Trong đó, ngành thương mại bán lẻ đạt trên 18 ngàn tỷ đồng, ngành khách sạn, nhà hàng đạt gần 2 ngàn tỷ đồng, ngành du lịch lữ hành đạt trên 5,5 tỷ đồng, ngành dịch vụ khác đạt gần 3,3 ngàn tỷ đồng. Đây cũng là cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta, cái nội lực chúng ta rất là lớn, và sau khi dịch bệnh được khống chế thì cái phục hồi và phát triển rất là nhanh. Thì đây là những cái tiền đề mà sẽ thúc đẩy vào những năm tiếp theo để phát huy đầu tư sẽ đi vào hoạt động, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Sau Tết, tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, chương trình phục hồi phát triển kinh tế, tập trung đẩy nhanh thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ đột phá, chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng toàn diện trong công tác thu hút, sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thực chất thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Quán triệt chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với thực tiễn, tiến bộ, công bằng xã hội, phát huy giá trị văn hóa và con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân, tích cực chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Đối với tỉnh Đồng Nai cùng với cả nước, thì năm 2023 cũng là năm sẽ đặt ra nhiều cái thách thức, đặc biệt là chúng ta đi vào năm thứ ba triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội 11 đảng bộ tỉnh. Thì với những cái vấn đề mà từ cuối năm 2022 đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy là kinh tế xã hội của thế giới cũng như là tình hình chung thế giới, cái xung đột giữa Nga và Ukraine, rồi vấn đề về năng lượng và những cái xung đột các cái khu vực, và cộng với cái giá cả hiện nay là đang tăng cao, thì năm 2023 này những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện. Với những cái kết quả đã đạt được trong cái thời gian vừa qua cũng như là những cái thành quả phát huy trong thời gian tới, các công trình dự án đang tập trung đầu tư, thì chúng tôi nghĩ rằng là đối với tỉnh Đồng Nai trong năm 2023 cũng sẽ là từng bước khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức và sẽ đoàn kết thống nhất để mà thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu đã được xác định theo nghị quyết đại hội 11 đảng bộ tỉnh, cũng như là cái mục tiêu năm 2023 đã được tỉnh ủy và hội đồng nhân tỉnh thông qua. Chúng tôi nghĩ rằng là những cái mục tiêu chúng ta đạt được sẽ là góp phần làm thắng lợi các cái nghị quyết đã được xác định, cũng đồng thời là góp phần vào phát triển chung của tỉnh và của cả nước. Với sự quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp, tin chắc kinh tế Đồng Nai sau Tết sẽ vượt qua những khó khăn và phục hồi mạnh mẽ. Thưa quý vị, như đã thông tin trong các chương trình trước, năm 2022 được xem là năm khó khăn nhất từ trước đến nay đối với ngành gỗ. Tốc độ tăng trưởng ngành gỗ đạt 7,1%, chủ yếu nhờ vào các thị trường như Đông Bắc Á, Châu Đại Dương, Hàn Quốc, Nhật Bản. Còn lại là các thị trường như Bắc Mỹ và EU hầu như đứng im, cho suy thoái. Và theo dự báo của các chuyên gia,
phải đến hết quý 2, bước sang quý 3 năm nay, ngành gỗ mới có thể hồi phục. Năm 2023, ngành gỗ dự báo những tháng đầu năm sẽ còn nhiều khó khăn và phải đến hết quý 2 năm nay mới có thể phục hồi sản xuất khoảng 85% và kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng từ 7 đến 9%, tương đương 18 tỷ đô la Mỹ trở lên. Năm 2023 thì những cái khó khăn vẫn còn đang ở trước mắt. Theo dự kiến chung của nhận định chung của ngành thì phải sau quý 1 tình hình nó sẽ ấm lên, có thể bằng khoảng độ 70% so với 6 tháng đầu năm tình hình ấm lên. Và những quý 3, quý 4 thì tình hình khả năng sẽ lại ấm dần lên gần bằng những cái quý đầu năm 2022. Do vì tất cả những cái vấn đề liên quan đến cái mà khó khăn của các thị trường đã dần dần đang được hồi phục. Một, hai tháng cuối năm đã có cái tín hiệu khả quan hơn một chút xíu. Và hy vọng rằng 2023 chắc chắn ngành gỗ sẽ trở lại những cái mà hứng khởi như các năm trước. Cái khó khăn trước mắt thì chúng tôi cũng không kỳ vọng thôi, nhưng mà chúng tôi nghĩ là nó còn kéo dài khoảng 1-2 quý nữa thì có thể là nó sẽ trở lại vào tháng 6 năm 2023. Trong giai đoạn khó khăn này thì các cái doanh nghiệp ngành gỗ thì cố gắng một phần nào đó để giữ lại cái sản xuất của mình, nhưng tuy rằng nó khó khăn nhưng mà làm bằng mọi giá để chúng ta tồn tại, và khi tồn tại rồi thì chúng ta sẽ vượt qua. Có thể nhận định rằng ngành gỗ đang chứng kiến một quy luật chung, đó là càng phát triển, rủi ro càng lớn. Việt Nam hiện đang thứ hai châu Á về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Nhưng bên cạnh những tăng trưởng đáng kể, ngành gỗ cũng gặp phải một số khó khăn. Giá nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước đã tăng lên khoảng 5%. Dịch Covid-19 đã làm gián đoạn nguồn cung cấp sắt, thép, nhôm, hóa chất, bao bì, vật tư từ các vùng phía Nam, dẫn đến sự gia tăng về chi phí. Các nhà sản xuất đồ nội thất cũng đang phải chịu áp lực do các hoạt động quân sự gần đây của Nga ở Ukraine đã đẩy chi phí vận chuyển và giá gỗ lên cao. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt tàu vận tải, container và chi phí vận tải biển tăng cao cũng là nguyên nhân gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng. Một trong những cái điểm mà các doanh nghiệp ấy, bản thân các doanh nghiệp mà chúng ta ấy, là điều đầu tiên mà cần là một cái sự đoàn kết. Cái đó rất là quan trọng, và sự chia sẻ, tại vì lúc này rồi cái sức mạnh nó khi càng khó khăn đấy thì càng phải siết chặt tay lại với nhau, thì đấy là cái điểm, và cái đấy thì là một cái điểm mà các doanh nghiệp nhận thức, cần phải nhận thức cái này đấy, và nếu mà như thế thì sức mạnh nó nhiều hơn. Còn về mặt các chính sách thì thực ra thì nhà nước cũng đang rất là mở cửa mọi thứ, các cái điều kiện cho cái ngành gỗ là đang rất là tốt. Vấn đề bây giờ là cái nội lực của các doanh nghiệp sản xuất gỗ thôi. Mình phải cố gắng đoàn kết rồi cùng nhau thì lúc đấy cái sức mạnh nó có và mình mới vượt được cái khó khăn. Để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, các doanh nghiệp cần phải thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm để đảm bảo chất lượng, đặc biệt là chú trọng sản phẩm trong quá trình vận chuyển đường biển dài ngày. Bên cạnh đó, thiết lập các mô hình liên kết và sản xuất theo chuỗi. Các doanh nghiệp cũng nên cố gắng thích nghi với những hoàn cảnh thay đổi. Từ việc giữ chân nhân viên để có được nguồn nguyên liệu ổn định, đến việc sử dụng máy móc và thiết bị hiện đại để giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhân lực, tăng chất lượng và cải thiện dịch vụ. Riêng về sản phẩm tinh chế thì chúng ta phải đi sâu vào những cái sản phẩm mà có tính chất chuỗi cung ứng, mà có cái nhu cầu cao, ví dụ như là các sản phẩm dòng hàng chủ lực của thị trường quốc tế mà doanh nghiệp Việt vẫn còn tham gia chưa sâu lắm, chưa tham gia được sâu vào chuỗi. Chúng ta vẫn ở một cái thị trường tương đối là thị trường ngách với cái hàng lẻ đa dạng, chưa vào những cái chuỗi cung ứng hàng lớn nhiều. Cái đây là cái mà chúng ta cần phải được tính đến. Do đó trong những cái thời điểm như thế này thì phải đổi mới về cái giải pháp về mặt công nghệ để tham gia vào sản xuất những cái mặt hàng mà có tính chất chiến lược của thị trường, ví dụ như các cái dòng hàng của phòng khách, phòng tắm, phòng nhà bếp, đặc biệt là phòng tắm, phòng nhà bếp, đó là cái thị trường mấy phòng khách, đó là cái thị trường mà lớn nhất của cái đồ gỗ đối với đồ tinh chế. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần tổ chức lại các vùng sản xuất tập trung gắn với các khu chế biến lâm sản và dịch vụ thương mại để cắt giảm chi phí vận chuyển, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm gỗ. Trong khó khăn thì cả ngành cũng đang cố gắng, thì Hiệp hội Gỗ Đồng Nai cùng với Hiệp hội Gỗ Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định lập ra một công ty triển lãm của năm hiệp hội để
tổ chức một cái triển lãm ngành gỗ vào tháng 2 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Những cái việc xúc tiến thương mại như vậy để tạo ra cái cơ hội mới cho các cái doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam cũng như là cái ngành gỗ Đồng Nai nói riêng. Tôi nghĩ tỉnh hỗ trợ trong phạm vi, trong khả năng tỉnh có thể hỗ trợ được doanh nghiệp. Trong thách thức thì cũng có những cơ hội. Để vừa qua chúng tôi cũng làm việc với tỉnh và các sở ban ngành của tỉnh cũng đã dẫn hiệp hội và các doanh nghiệp thăm một số địa điểm để chuẩn bị cho cái việc mà thành lập các cụm công nghiệp chuyên ngành của ngành gỗ. Thì khi có cụm công nghiệp chuyên ngành thì chúng tôi mới tạo chuỗi liên kết trong từng cụm một. Và thực sự nhân dịp trong cái hoàn cảnh này có tái cấu trúc thay đổi để kịp thời nắm bắt những cái cơ hội mới trong tương lai. Đặc biệt là chúng tôi thành lập cái công ty Nam Hội và cùng nhau để mà tổ chức các cái hội chợ. Đầu tiên ngay sau Tết là sẽ cái hội chợ Hawa Expo vào cuối tháng 2, mở đầu cho một loạt cái hội chợ trong năm 2023 và cùng nhau tổ chức các cái sự kiện mà đã từng thành công trong quá khứ, ví dụ như các chương trình về truy xuất nguồn gốc gỗ DDS. Kỳ này thì chúng tôi sẽ cùng làm với Bộ Nông nghiệp, hoặc là các nền tảng hốp, là nền tảng trực tuyến để giúp cho các hội viên có thể bán hàng thông qua các cái hình thức mà hiện đại hơn. Đặc biệt chúng tôi cũng sẽ tiếp tục những chương trình Matching Week mà đã làm thành công của Hawa. Và kỳ này thì Matching Week sẽ mở rộng là Market Week, Financial Week, Design Week hoặc là Startup Week để mà nhằm là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp trong ngành gỗ có cái điều kiện mà giao thương trực tiếp từ Việt Nam, gặp gỡ giao lưu giữa doanh nghiệp với nhau và các cái nhà mua bán hàng, mua bán nguyên liệu và cũng như là gặp gỡ những cái tài năng trẻ trong ngành. Chúng tôi cũng cố gắng để mà cùng với hai bộ là Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp để tổ chức những chương trình quốc gia phát triển ngành gỗ để chính phủ có một cái định hướng chiến lược rõ ràng cho ngành để ngành gỗ Việt Nam tiếp tục là một trong những cái ngành đóng góp vào cái kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam. Rõ ràng, để hướng đến mục tiêu bền vững cho tương lai, ngành gỗ phải tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp bằng việc áp dụng đồng thời các giải pháp, đẩy mạnh sử dụng gỗ rừng trồng trong nước, giảm sử dụng gỗ nhập khẩu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm chi phí sản xuất, đẩy mạnh sản xuất phát thải thấp, phối hợp với các địa phương xây dựng các khu công nghiệp chế biến tập trung, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hội chợ quốc tế lớn. Điều này đòi hỏi các hiệp hội trên cả nước phải chung tay liên kết và có những định hướng cho tương lai. Ngành gỗ đứng trước cái bối cảnh như thế, tình hình như hiện tại đã tổ chức rất nhiều các sự kiện liên quan đến cái vấn đề để mà vực dậy cái vấn đề của ngành gỗ, đặc biệt là vấn đề về một số cái công việc chính mà vừa rồi mà ngành gỗ đã tiến hành. Thứ nhất là cái vấn đề giảm cái chi phí trong sản xuất để mà đứng vững trong cái bối cảnh mà thị trường nó đang xuống, để mà tạo ra những cái sản phẩm mới, giá thành cạnh tranh để mà thúc đẩy cái thị trường phát triển. Ở chỗ trọng tâm đi vào cái việc, hai việc chính, một là sử dụng cái nguyên liệu tại chỗ, đặc biệt là các nguyên liệu rừng trồng trong nước để mà giảm giá thành, hạn chế cái phụ thuộc khi mà giá gỗ ở thế giới đang lên. Thứ hai là cải tiến cái vấn đề tổ chức cũng như là quản trị nhà máy để mà đảm bảo cho cái vấn đề giảm cái chi phí nhân công, nhất là cái vấn đề về công nghệ, và đồng thời tiến hành cái công tác chuyển đổi số cũng như là sử dụng cái vấn đề về một loạt các cái mẫu mã mới để giảm các cái chi phí về vấn đề lót công với cái chi phí logistics. Thời gian tới, các hiệp hội sẽ tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức phát triển ngành lâm nghiệp cân đối, phát triển trồng rừng đi đôi với chế biến, đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại. Bởi lẽ, chỉ có nắm được thị trường mới chủ động được sản xuất và thực hiện tốt việc giải quyết tranh chấp thương mại. Chỉ khi nào giải quyết được những bài toán trên thì mục tiêu đưa Việt Nam từng bước trở thành một quốc gia sản xuất và xuất khẩu gỗ đứng đầu thế giới với tổng giá trị xuất khẩu vào năm 2030 đạt 25 tỷ đô la Mỹ mới sớm trở thành hiện thực. Ngành gỗ hiện đang ở trạng thái bùng ở dưới chân và nắng ở trên đầu, nên đòi hỏi bản thân các doanh nghiệp ngành gỗ cần có hướng đi đúng để vượt qua những khó khăn trước mắt để xây dựng và phát triển thương hiệu gỗ Việt. Đến đây, chuyên mục Hội nhập Kinh tế xin phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!